Tyson Fury và Usyk tháng 12 mới có trận tái đấu với nhau, nhưng ngay lúc này, cả hai đã bước vào tập luyện để hướng tới chiến thắng quan trọng. Fury kiên quyết rằng anh sẽ trả thù được Usyk và có lẽ sẽ có knockout. Nhưng Usyk cũng tràn đầy tự tin, đến nỗi anh đã hướng tới trận đấu tiếp theo sau khi đánh bại Fury vào cuối năm nay. Nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên và duy nhất của hạng nặng thời kỳ 4 đai đã chia sẻ với báo chí: "Tôi không thực sự muốn bất kỳ một trận tái đấu nào. Nhưng khi chúng tôi đánh bại Tyson Fury lần nữa và khi Anthony Joshua đánh bại Daniel Dubois, tất nhiên họ sẽ muốn có trận đấu thứ 3. Theo quan điểm của tôi không có quyền từ chối Anthony một trận đấu thứ 3 vì anh ấy đã cho tôi 2 trận đấu đáng kinh ngạc. Anthony đã giúp tôi trở nên nổi tiếng hơn trên thế giới." Usyk và Joshua đã từng đấu với nhau 2 lần trước đây. Võ sĩ người Ukraine giành chiến thắng tính điểm trong cả 2 trận. Lần đầu tiên là một quyết định nhất trí, còn lần thứ hai là một quyết định chia rẽ. Hai trận thua Usyk đã mang lại sự cay đắng và một thời kỳ tăm tối cho Anthony Joshua. Thế nhưng sau đó, Joshua đã trở lại đầy mạnh mẽ. Sau chiến thắng nhất trí trước Jermaine Franklin, Joshua đã giành được 3 chiến thắng knockout liên tiếp trước Robert Hellenius, Otto Wallin và gần nhất là cựu vương của UFC Francis Ngannou. Phong cách đánh của Joshua được đánh giá là tái hiện sự dũng mãnh và hiệu quả của thời chinh phục đầu sự nghiệp, khi anh có biệt danh quyền vương ba hiệp vì luôn knock out đối thủ từ rất sớm, không có hiệp thứ ba. Người hâm mộ Joshua hy vọng rằng với thái độ quyết liệt và tinh thần hưng phấn này, cộng với lợi thế vượt trội về hình thể và sức mạnh, Joshua sẽ trả đầy đủ món nợ thua Usyk 2 lần liên tiếp nếu họ gặp nhau trong trận đấu thứ 3. Anh em nghĩ sao về kịch bản Joshua và Usyk 3? Nói thì nói vậy, nhưng để có được trận đấu đó, điều kiện đầu tiên là cả Joshua và Usyk cần phải vượt qua được vật cản rất lớn trước mắt. Joshua cần thắng Dubois vào tháng 9 tới để trở thành nhà vô địch thế giới lần 2. Còn Usyk sẽ phải đối mặt với một Fury khổng lồ và đã rút ra được nhiều điều sau lần gặp đầu tiên.